Theo một chuyên gia, việc đóng cửa 2/3 các sàn giao dịch nhỏ của Hàn Quốc cũng có thể loại bỏ 42 đồng tiền được gọi là kim chi coin. Tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 2,6 tỷ đô la có thể bị xóa sổ khi thời hạn đăng ký sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc đến vào ngày 24 tháng 9, Financial Times đưa tin vào Chủ nhật. Đạo luật báo cáo giao dịch tài chính của Hàn Quốc yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký với Ủy ban Dịch vụ Tài chính FSC vào cuối tháng. Để tuân thủ các quy trình chống rửa tiền và nhận biết khách hàng của quốc gia, các sàn giao dịch tiền điện tử cần phải đăng ký với các ngân hàng địa phương và thiết lập tài khoản tên thật cho khách hàng của họ. FSC đã khuyến cáo các sàn giao dịch không thể đáp ứng các nghĩa vụ quy định phải thông báo cho khách hàng của họ về bất kỳ khả năng đóng cửa nào trước ngày 17 tháng 9. Theo báo cáo, khoảng 2/3 hoặc 40 sàn giao dịch trong số 60 sàn giao dịch vẫn chưa đăng ký, với các chuyên gia cho rằng nó có thể tạo ra một kịch bản ngân hàng chạy. Một cuộc tháo chạy của ngân hàng xảy ra khi phần lớn khách hàng cố gắng rút tiền của họ vì sợ tổ chức sẽ không còn tồn tại. Trong một số trường hợp cực đoan, dự trữ của các tổ chức tài chính đã không thể trang trải chi phí rút tiền của khách hàng. Và các chuyên gia đang cảnh báo điều tương tự đối với các sàn giao dịch tiền điện tử nhỏ hơn trong nước cũng có thể xảy ra. Lee Chung Yi, người đứng đầu sàn giao dịch quy mô trung bình Foxgate cho biết, một tình huống tương tự như hoạt động ngân hàng dự kiến sẽ đến gần thời hạn vì các nhà đầu tư không thể rút tiền từ việc nắm giữ các đồng altcoins của họ, chỉ được niêm yết trên các sàn giao dịch nhỏ. Họ sẽ thấy mình nghèo đi một cách đột ngột. Tôi tự hỏi liệu các cơ quan quản lý có thể xử lý các tác dụng phụ hay không. Thời báo tài chính trích dẫn dữ liệu ngành và chỉ ra rằng khoảng 90% giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc được thực hiện bằng các altcoins. Một số trong số đó được gọi là kim chi coins. Kim chi coins là token chủ yếu do người Hàn Quốc phát triển. Theo ước tính của Kim Hyang-yong, người đứng đầu trung tâm nghiên cứu tiền điện tử tại Đại học Hàn Quốc, sẽ có khoảng 42 đồng xu kim chi biến mất. Một chuyên gia khác được trích dẫn trong báo cáo cho Yeon Ha-en, chủ tịch Liên đoàn Tiêu dùng Tài chính Hàn Quốc, nói rằng các nhà đầu tư sẽ thiệt hại lớn do giao dịch bị đình chỉ và tài sản bị đóng băng. Nhiều sàn giao dịch nhỏ hơn không có khả năng cung cấp bảo vệ khách hàng vì họ không muốn đóng cửa ngay lập tức, ông nói. Vào thứ ba, Bitfrank, một công ty con trao đổi tiền điện tử của gã khổng lồ công nghệ Nhật Bản Lai, dự kiến sẽ ngừng cung cấp dịch vụ bằng tiếng Hàn và tạm dừng thanh toán bằng thẻ tín dụng của Hàn Quốc khi tìm cách xoa dịu các nhà quản lý và cắt đứt quan hệ với nước này. Tháng trước, Binance đã tạm dừng các cặp giao dịch và tùy chọn thanh toán bằng đồng won của Hàn Quốc với ý định chủ động tuân thủ các quy định của địa phương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Video này mình xin dừng lại ở đây. Nếu các bạn quan tâm về lĩnh vực tiền điện tử, công nghệ blockchain, hãy cho tôi biết suy nghĩ của các bạn qua phần comment ở dưới video này. Dựa vào những dữ liệu tương tác các bạn để tôi có thể biết được nhu cầu mà các bạn hiện đang quan tâm về lĩnh vực này, để từ đó kênh Sen ngày còn ra nhiều video phân tích chuyên sâu hơn cho từng đồng tiền và các nền tảng công nghệ mới hiện nay. Các bạn nhớ bấm like để giúp tôi có thể vượt qua được các thuật toán kiểm duyệt tương tác của YouTube. Và nhớ đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo của mình nhé.